Hàng trăm nghìn người ủng hộ Tổng thống Donald Trump từ khắp các bang của nước Mỹ đã đổ về thủ đô Washington DC biểu tình phản đối kết quả cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra hồi tháng 11 năm ngoái, với chiến thắng được xác định là thuộc về ông Joe Biden. Khi Quốc hội Mỹ đang tiến hành họp kiểm đếm phiếu bầu để chính thức xác nhận ai là người thắng cử Tổng thống, thì những người biểu tình đã bao vây xung quanh tòa nhà Quốc hội. Diễn biến chưa từng có khiến cuộc họp kiểm phiếu của Quốc hội Mỹ đã phải tạm dừng sau khi mới diễn ra được hơn một tiếng đồng hồ. Trong hơn một tiếng họp đó, các nghị sĩ mới xác nhận được 12 phiếu đại cử tri dành cho ông Donald Trump. Khi kiểm tới phiếu bầu của bang Arizona, nơi phiếu đại cử tri được xác định thuộc về ông Joe Biden, thì đã có sự phản đối kết quả, khiến hai viện phải họp riêng rẽ để xem xét những phản đối này. Tòa nhà Quốc hội đã được lệnh phong tỏa ngay sau đó. Những người đang ở bên trong được lệnh trú ẩn. Phó Tổng thống Mike Pence, đồng thời là Chủ tịch Thượng viện Mỹ, người chủ trì cuộc họp kiểm phiếu, cùng nhiều nghị sĩ khác đã được sơ tán tới nơi an toàn. Lệnh giới nghiêm đã được ban bố tại thủ đô Washington DC. Chủ tịch Hạ viện Mỹ và Thị trưởng DC đã yêu cầu lực lượng vệ binh quốc gia can thiệp để lập lại trật tự. Cuộc họp của Quốc hội Mỹ nhằm kiểm đếm phiếu đại cử tri xác định ai là Tổng thống tiếp theo của nước Mỹ sẽ chỉ được bắt đầu trở lại khi an ninh và trật tự tại khu vực nhà Quốc hội kia được thiết lập trở lại. Trường Sơn, phóng viên truyền hình Việt Nam từ thủ đô Washington DC, Mỹ.